đàn chim sẻ này anh em, đàn này khá là đông, tầm mấy chục, không biết chim nó vỡ chưa, cái gọi thì bắt đầu về đấy, cái nhau về ác ghê rồi, một con rồi. Cái này là nhìn thấy nó đánh thì mới đánh thôi anh em ạ, còn mà đi đánh khuyên anh em có thể thấy là hai cái đầu lá kia là hai cái đầu lá ngụy trang đấy, ba con, 4, 5, cái keo này thì vừa đánh sẻ được vừa đánh khuyên được anh em ạ, cần chục rồi, đánh ở trên cái cần vê đơn, làm chim đây, đó, thôi xuống mày. Cái nhau được tí đầu thôi, căn bản là chắc là cũng bị ba nhiều rồi. Đậu đó, đậu luôn, đậu tiếp, đậu cần hơi rung thôi nhỉ, đánh vê đơn này thì nó hơi bị rung cần, đồng phết ấy. Giờ bên trên nó còn tầm khoảng 20 nữa, chỉ đánh tầm chục con thôi. Cần này ngắn lắm, đánh khuyên mà, cần sẻ thì dài hơn. Gọi là chối chối rồi, ở khu vực đây thì thợ tận nhiều lắm. Vừa chuyển dần tiếng khuyên anh em. Xuống tiếp. Sai ghê. Lúc đàn này vẫn kéo đi kéo lại, đánh được đôi phát thì chắc được tầm khoảng 20. Dày dày rồi. Đánh đàn này thuận lợi cái là được ngồi trong mát anh ạ. Thả quánh nhiều đàn giữa đồng lắm, ác luôn. Xuống tiếp. Xuống tiếp. Cái gì nó vẫn ở đâu nó đang về. Lại xuống tiếp. Kéo chả sai ác ghê anh nhỉ. Tí nữa kéo sang chỗ đánh gì phẹt cho phát bên đấy anh nhỉ. Thôi trẻ con nó chạy ra động. Cũng phải là mười mấy chú rồi anh em. Hả? Ok nhé, giờ là bắt chim anh em. Lần này tổng là được 16 con anh em. Sai chịu chịt luôn này. Đây, chim mồi đây. Cần gì mồi xẻ đâu. Đi đánh khuyên. Nhưng gặp đàn hay là phẹt. Đàn này đông thật. 16 con. Đưa vào hoang. Anh nhập sẻ ngon hơn đánh khuyên. Khuyên thì cứ tầm khoảng tháng nữa anh em. Mà dòng hoa keo nó lở. Đấy, đi đánh thì được nhiều. Tầm này đánh thì được cái giá cao nhưng mà nó ít. Ok, em một video thì quay cho anh em xem là đánh sẻ bằng keo. Anh em nào xem cái video này thấy hay thì đăng ký ủng hộ kênh. Đối với anh em nào mà có nhu cầu mua đồ đánh sẻ này thì liên hệ để số điện thoại góc màn hình video. Bây giờ thì hai anh em di chuyển để đánh những keo tiếp theo đây.